Dẫu cho chỉ phải đến làm khách trước một đối thủ ưa thích như Sampdoria ở vòng đấu vừa qua, nhưng dường như cú sốc khi để thua sấp mặt trước Man United ở trong trận đấu lượt đi bán kết Europa League đã khiến cho tinh thần thi đấu của AS Roma đang trở nên vô cùng tồi tệ khi họ đã để thua đội bóng chủ sân Luigi Ferraris với tỷ số 0-2. Tâm lý thi đấu lúc này của các học trò của huấn luyện viên Fonseca cũng không được ổn định, và nó được thể hiện rõ qua việc tay săn bàn hàng đầu như Edin Dzeko đã bỏ lỡ quả penalty biếu không để có thể vực dây tinh thần của những đồng đội. Đây đã là trận thua thứ 4 liên tiếp mà Gianluigi phải nhận lấy khi phải thi đấu xa nhà. Có thể nói đã từ rất lâu rồi, đội bóng thành Rome chưa từng trải qua chuỗi thành tích tệ hại như lúc vậy. Và trận thua này cũng đã chấm dứt hy vọng góp mặt vào đấu trường Europa League mùa sau của AS Roma, khi ở thời điểm hiện tại họ chỉ đang đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A với 55 điểm, hiện đang kém vị trí thứ 6 của Lazio đến 9 điểm, nhưng đang thi đấu nhiều hơn một trận. Với việc thầy trò huấn luyện viên Fonseca chỉ còn 4 trận đấu, thì Lazio chỉ cần có thêm một chiến thắng bất kỳ, cũng đủ để Roma buộc lòng chấp nhận một vị trí ngoài top 6, thậm chí vị trí được tham dự giải đấu hạng 3 châu Âu vào mùa sau của họ cũng chưa chắc được đảm bảo, bởi vị trí thứ 8 của Sassuolo lúc này chỉ còn kém họ vỏn vẹn 2 điểm. Lại nói về mặt trận Europa League, nơi mà cánh cửa dẫn đến trận chung kết cũng đã từ soát vé cho thầy trò huấn luyện viên Fonseca, khi trong trận đấu lượt đi họ đã để thua muối mặt với tỷ số 2-6. Và nếu như muốn lộn ngược cái bàn, thì AS Roma phải cần có ít nhất một chiến thắng mà trong đó họ phải ghi tận 4 bàn thắng và bắt buộc phải giữ sạch lưới, thì khi đó đại diện của Serie A mới giành quyền đi tiếp nhờ vào luật bàn thắng. Xong, điều đó lúc này chỉ còn có thể diễn ra trên lý thuyết mà thôi, bởi với một phong độ nghèo nàn như hiện nay, và cùng với đó cả một rừng bệnh binh đang tồn tại trong đội hình, không cho phép AS Roma có thể làm nên điều kỳ tích trong lịch sử. Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ chiến tích của Gianluigi tại Champions League mùa giải 2017-2018, khi đó họ đã lội ngược dòng không tưởng trước Barcelona khi để thua 0-3 ở trận đấu lượt đi vòng tứ kết, và giành chiến thắng 4-1 ở trận lượt về trên Camp Nou, và từng khiến cho Liverpool suýt phải ôm hận ở bán kết cùng mùa giải đó, khi giành chiến thắng 5-2 trên thánh địa Anfield. Tự chung lại, đó đều là những trận đấu mà họ thi đấu xa nhà với tâm thế chẳng còn gì để mất, và khi đó, AS Roma vẫn đang là một trong những đội bóng có thành tích thi đấu rất tốt. Còn tính đến thời điểm hiện tại, nếu như nói đội bóng của huấn luyện viên Fonseca chẳng còn là một đội bóng lớn tại xứ sở mì ống, thì điều này cũng chẳng hề sai, khi mà trong 6 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận, Roma vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì, khi để thua đến 4 trận và chỉ có 2 trận hòa. Về phần đối thủ, trận derby nước Anh với đại kình địch Liverpool lần thứ 2 ở mùa giải này của Man United đã phải tạm hoãn, và cho đến nay ban lãnh đạo của đội bóng cũng như Premier League chưa xác định thời gian đấu bù cho trận đấu này. Nguyên nhân là do những cổ động viên quá khích tràn vào sân Old Trafford vào thời điểm trước giờ bóng lăn không lâu. Một cuộc biểu tình được cho là chống lại nhà Glazer, nhà sở hữu của đội bóng con cưng của họ. Tất nhiên, lý do Man United đồng ý gia nhập European Super League chỉ là một phần trong số đó, và đây chỉ khiến cho giọt nước tràn ly mà thôi, bởi mối bất hòa giữa tỷ phú người Mỹ và những cổ động viên của Quỷ Đỏ đã tồn tại từ nhiều năm trước đó. Có thể nói, việc trận derby nước Anh bị hoãn, thì đội bóng của huấn luyện viên Solskjaer sẽ chịu thiệt thòi hơn Liverpool đôi chút, bởi họ đang thi đấu rất thăng hoa và vừa có được chiến thắng khải hoàn ngay trên chính Old Trafford tại mặt trận Europa League. Việc trì hoãn trận đấu sẽ làm cho khí thế ngút trời của Man United giảm đi phần nào đó. Dẫu vậy, đó chỉ là trận đấu về mặt danh dự và niềm kiêu hãnh mà thôi, bởi gã hàng xóm Man City chỉ cần một chiến thắng nữa là đủ chạm tay vào ngôi vương ở mùa giải này. Bước vào chuyến hành quân lần này, rõ ràng với một lợi thế vô cùng lớn ở trận đấu lượt đi, thì ở trận này Man United chỉ cần một trận hòa, hoặc thậm chí để thua với tỷ số cách biệt không quá 3 bàn thắng, thì họ cũng sẽ là cái tên góp mặt tại thành phố Wroclaw ở Ba Lan để tham dự trận chung kết. Tuy nhiên, với một đội bóng có bề dày lịch sử cũng như niềm kiêu hãnh của Quỷ Đỏ, thì điều đó không cho phép họ thi đấu buông thả chỉ để kiếm một kết quả hòa cho xong thủ tục. Man United đã có nguyên một tuần dài để nghỉ ngơi, và đây sẽ là lúc họ ra sân thi đấu với sức lực tràn trề. Trái ngược với đội bóng chủ sân Olympico, đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer sẽ thi đấu mà không có bất kỳ sự vắng mặt nào đáng kể, ngoại trừ Martial gặp chấn thương từ cuối tháng 3 cho đến nay. Đó là chưa nói đến phong độ thi đấu lúc này của họ cũng đang là điều mà đội bóng thành Rome khao khát, với chuỗi 7 trận liên tiếp bất bại trên mọi mặt trận, trong đó có đến 6 chiến thắng và 1 trận hòa. Còn về thành tích phải thi đấu xa nhà của Man United ở mùa giải này, thì đây là điều cũng không cần phải nhắc đi nhắc lại quá nhiều, khi họ vẫn đang được biết đến với một trong những đội bóng có thành tích trên sân khách tốt nhất ở ngoại hạng Anh mùa này. Còn nếu tính riêng trong cả 3 trận sân khách gần nhất tại Europa League, thì Man United đều toàn thắng cả 3 trận, và không để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa AS Roma với Man United,
Tỷ lệ nổ tài của AS Roma đạt 50%, tỷ lệ thắng kèo đạt 30%, có 30% kết quả về lẻ. AS Roma ghi được 12 bàn, để thủng lưới 21 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1,2 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Man United đạt 50%, tỷ lệ thắng kèo đạt 70%, có 30% kết quả về lẻ. Man United ghi được 21 bàn, để thủng lưới 8 bàn, trung bình mỗi trận ghi 2,1 bàn. Dự đoán kết quả AS Roma với Man United. Với việc AS Roma sẽ thi đấu như không còn gì để mất, thì điều đó sẽ trở nên rất lý tưởng với lối chơi phản công thần tốc của Man United. Quỷ đỏ sẽ không cần làm quá nhiều, nhưng có cơ hội thì họ sẽ tận dụng để có thêm nhiều bàn thắng để duy trì chuỗi phong độ thăng hoa của mình. Nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.